bơ nha các bạn, quả bơ mini nha. Trong cái quả bơ thì mình sẽ đính cái màu xanh nhạt, còn vỏ thì mình sẽ đính màu xanh đậm. Đúng. Rồi tới một xíu nữa là tới phần cơm của quả bơ thì mình đính màu vàng. Tiếp theo mình sẽ đính màu vàng. Vàng này là phần cơm nè, phần cơm của bơ màu vàng lên sẽ rất là đẹp nha. Đây mình vừa ráp phần vỏ và phần cơm, phần lá của quả bơ. Tiếp theo mình sẽ đính thêm là phần hạt nữa ha. Hạt của quả bơ thì mình sẽ chọn màu nâu. Đá quả bơ của mình đã xong rồi nha các bạn. Các bạn xem có xinh không nha. Và tiếp theo là mình sẽ dùng một cuốn sổ mini nha. Mình sẽ dùng cái quyển sổ mini này, mình sẽ trang trí quyển sổ bằng những cái tranh đính đá này nha. Đầu tiên thì mình sẽ tháo cái quả bơ này ra để mình trang trí cho cái quyển sổ. Xong mình sẽ dán vào một cái quyển sổ mini để mình trang trí đây các bạn. Các bạn cũng có thể dán lên bình nước, ca nước để mình trang trí cũng được nha. Nếu các bạn thấy làm đẹp thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho bạn Mon ra thêm nhiều video nữa nha.